Mưa nắng Tây Nguyên xin chào tất cả các bạn đồng bào trên cả nước Bắc Trung Nam này. Tất cả các bạn đang đi nhổ rau đây. Đây ông chủ mặc áo đỏ kìa đấy. Ông chủ ông ấy là đại gia ở cái vùng này. Ông ấy tỉa ngay một mẫu rau. Xong ông ấy cho tất cả bà con làng xóm tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh những người đi qua đường vào rổ đây. Đấy. Các bạn ơi, ai rau ế thì ra đây. Rau này là bán không được thế này. Cái gọi là cái gì, bột sắn, gọi là người ta gọi cứu bột sắn gì đấy. Cứu bột sắn mới cứu cái gì. Thì đây là cứu rau ế à. Đây các bạn ơi, này. Nãy là nói đùa thôi chứ đây Lâm Đồng mình khổ thế này đây này. Khổ đến nỗi mà rau tỉa ra mất bao nhiêu tiền công, tiền vốn, tiền thuê người rồi đủ thứ mà giờ rẻ không bán được này các bạn. Mưa quá không bán được. Ế giờ rổ đắp đầu bờ này. Thế là gọi tất cả bà con làng xóm ra đây rổ đi này. Đây các bạn thấy đông vui chưa? Nhộn nhịp chưa? Sướng chưa? Đấy. Rau trồng ra không bán được đây. Đây là cho bà con làng xóm ra rổ mang về ăn đây. Các bạn miền Bắc có thích vào đây làm bó về ăn không? Mua vé máy bay vào đây. Đấy, thấy Lâm Đồng mình nó xuống chưa? Đây, ông chủ đấy này. Đấy. Ông chủ đấy. Ông chủ ông ấy tỉa ra. Ông ấy tỉa ra xong bắt đầu là ông ấy... Người ta mua rẻ ông ấy không bán. Ông bảo thôi để cho bà con rổ về ăn. À, ông đi làm từ thiện đấy. Tôi nói thật mà nhổ như này phải không? Thật đấy chứ. Thực tế là đến cái vựa nó không bán được là đến nó là cả trăm người ăn rau này chưa? Đây. Đấy. Hàng trăm người thật ý. Hơn đấy. Đấy, rau ngon chưa? Đây rau cải này các bạn này. Còn đến nó là cái này người ta ở đây người ta gọi là rau cải ngọt đấy này các bạn này. Đây, rau cải đắng. Cái ngọt. Mỗi người nhổ đống này, có bạn thì nhổ mang về ăn, có bạn thì nhổ mang về biếu, có bạn thì nhổ mang về cho hay biếu thì cũng là một thôi. Đây. Nhổ về thì cho ai thì cho, chưa biết. Mình nhổ đằng đống này, đây. Đây, bao của Bình đây. Có chữ Bình Hà Nội đi nhá. Đây, bao Lê Thị Bình đây. Tên mình là Lê Thị Bình. Đấy, có bao Hà Nội đây. Ui giời, vui sướng thế không biết này. Đấy các bạn ơi, mình từ nãy giờ đã truyền tải là cảnh đi mót rau của kênh Mưa Nắng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng nhá. Các bạn thấy hay thì cho mình xin nút like, đăng ký cho mình, chia sẻ cho mình nhá. Rồi các bạn ở nơi quê nào ngập lụt thì đến đây mình cho mà nhổ mang về ăn này. Đấy, thì vui chưa, sướng chưa? Bán rau ế mà quên rau ế không bán được mà mang đi cho mà vẫn còn cười giòn rất tách tách. Hòn về đây nhá, chính xác đây. Đây. Đi về chơi tận Sài Gòn về chơi với mẹ đây. Chơi với mẹ mà ăn lại thấy người ta nhổ rau vui quá, ra góp vui văn nghệ. Đấy. À không, mai bảo mẹ. Đấy. Đấy, vui chưa? Vui chưa các bạn ơi? Đấy, rau cải ngọt đấy. Cánh đồng mênh mông. Mình sẽ hát một đoạn đây này. Hồng ân chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có chúa em trôi, em trôi
Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Đấy, sướng chưa? Chúa ban cho một cánh đồng rau. Đấy các bạn ơi, mình tạm dừng video ở đây nhá. Tất cả mọi người, chào tất cả mọi người nhá. Quay dài rồi. Các bạn ơi, bye bye khán giả tí nào. Vân Anh là cô gái xinh đẹp này, bye bye đây này. Đây, trông có cả em bé tí tí kìa. Đấy, ra đi mót rau mẹ kìa.